tôi là bác sĩ tim mạch rồi cũng rất là lo lắng, bây giờ cũng là nhiều thu thì tôi nhìn thấy rằng là trong suốt quá trình học tập trong những năm đầu tôi học về các thuốc điều trị tim mạch là tăng huyết áp, điều trị suy tim, điều trị như là tiết máu từ vùng cổ rất là nhiều, nhưng mà càng về sau thì tôi thấy chúng ta học bài chúng ta học rất là rõ, rất rõ về thuốc gọi là tác động trên sự lão hóa của chúng ta. Thank you.